xin kính chào anh em. Trước mắt anh em là một bộ dàn rất là đẹp của hãng Onkyo, con UN7 các bác nhé. Đó, thiết kế rất là đẹp mắt. Loa gần xếp 2 tầng, nón rất đẹp, check dom. Đặc biệt là con âm ly này khá là cao cấp và có hỗ trợ để anh em có thể nâng cấp lên 5.1 khi anh em mua thêm súp và các loa tay các bác nhé. Đấy. Chủ yếu là súp cùng đánh cùng với dòng UN7. Dàn này thì em bao hai chức năng, đó là chức năng chơi live, tức là chơi điện thoại, máy tính, TV, Bluetooth qua jack 3.5 và chức năng giải mã quang từ TV xuống anh em nhé. Đây em sẽ test sang cổng quang. Vừa rồi là em test cổng live rồi. Anh em ấn input cho em về chế độ nó ghi là digital nhé. Đây digital. Đấy, là nó sẽ chơi giải mã từ TV xuống. Đấy. Rồi chuyển về chế độ live thì anh em lại ấn input này cho em. Về chế độ là live đây. Live đây thì chúng ta sẽ chơi ở điện thoại nhé, chơi nhạc ở điện thoại. Đây. Đấy. Hoặc trên máy tính nhé, hoặc kết nối với cục Bluetooth cắm ở đây thì sẽ thành loa có Bluetooth được các bác nhé. Dòng này bass 13 gân vải và hai xếp hai tầng luôn, gân xếp hai tầng luôn các bác nhé. Đấy. Gân xếp hai tầng luôn và màng loa rất là đẹp luôn, sạch sẽ. Em quay tổng thể luôn cho anh em mình cũng nhìn cái bộ này nhé. Về cơ bản bộ này rất là đẹp, sứt sát một tí không đáng kể, những chỗ sứt sát nó nhỏ lắm. Về cơ bản bộ này là đẹp các bác nhá, cái căng đầy đủ, cái căng zin nguyên bản luôn các bác nhá, lưới zin luôn. Con này về lưới không cần phải thay lại luôn, lưới còn rất là đẹp. Đây thùng vách loa đây các bác nhá, đây, rồi nặng quá nhỉ, đây, rồi âm ly đây nhá. Âm ly thì tất nhiên hàng bãi vẫn có những cái siêu sát các bác nhé, nhưng nó không nhiều. Về cơ bản tổng thể nhìn khá là đẹp. Đấy. Còn những cái siêu sát nhỏ nhỏ không tránh khỏi được. Thùng vách loa tương đối là đẹp các bác nhé. Đấy, tương đối là đẹp. Dòng này chơi nhạc trữ tình, nhạc hay con tít các bác nhé. Đấy. Rồi, quay phía sau. Thùng vách tương đối ok. Công suất 140W hay loa trở kháng 4 ohm. Dòng loa 4 ohm độ nhạy cao. Đây dây chơi điện thoại máy tính các bác cắm ở cổng live trên cùng nhá. Đấy, cổng live trên cùng. Còn giải mã các bác cắm ở cổng góc này đây. Audio digital đấy nhá, là cổng giải mã. Đó, các chức năng về đĩa ở con này thì nó hoạt động nó kén đĩa rồi. Thì em không test nhá, CD MD nó kén rồi em không test chức năng về phần đĩa không nhá. Bán các bác về chơi làm loa TV, làm loa vi tính hoặc là làm loa cho điện thoại, Bluetooth các thứ là ok nha các bác nhé. Đấy, còn anh em mà chơi đĩa đĩa thì thôi bỏ qua con này nhé. Bộ này thì rất là đẹp rồi, hình thức đẹp, nghe hay, bày đẹp. Trong không gian phòng khoảng 20 đến 25 mét vuông. Đấy, anh em làm loa TV rất là ok, nghe tí tách. Nghe các dòng nhạc trữ tình, echo tít tuyệt vời luôn, có nhất chất âm hay. Và sản phẩm này thì trung kiện audio sẽ giao lưu với tất cả các bác và anh em giá là 1.970.000 đồng các bác nhé. 1.970.000 đồng các bác nhé, bộ sản phẩm Onkyo N7. Onkyo N7. 1.970.000 đồng. Bác nào chốt sản phẩm này thì liên hệ với trung kiện audio. Thông tin em để trên tấm biển, số Zalo 0975 575 262 anh em nhé. Cách sử dụng dàn rất đơn giản thôi, anh em về anh em bật nguồn ở đây và input chuyển các chế độ ở đây. Thế thôi, volume vẫn tăng giảm ở đây. Nghe nhạc nhẹ, nhạc ecotic thì rất là hay, trong phòng nhỏ rất là tuyệt vời luôn, tiếng hay, tách bạch, chi tiết rõ ràng. Rồi xin mời các bác cùng nghe nhạc. Có lưu ý nhé, các đơn hàng chuyển khoản đủ em miễn phí giao hàng toàn quốc. Các đơn hàng chuyển khoản cọc các bác vui lòng cọc trước cho em với sản phẩm này là 400.000 đồng các bác nhé, vì loa dàn rất là nặng. Đấy, cọc trước 400.000 đồng. Anh em chú ý các đơn chuyển cọc thì các bác giả tiền phí ship nhé. Còn chuyển đủ là bên em bao phí ship toàn quốc cho anh em luôn. Đấy. Các bác chốt dàn liên hệ với Zalo 0975 575 262 các bác nhé. Các phụ kiện thì các bác sẽ mua rời giúp em, giá em bán là chưa có phụ kiện anh em chú ý. Phụ kiện cần thiết cho bộ này sẽ là đổi nguồn và dây jack thôi. Anh em thích chơi Bluetooth thì mua thêm cái Bluetooth, của anh em nào không thích chơi Bluetooth mà cắm thẳng máy tính, cắm thẳng điện thoại thôi, không cần mua cũng được. Đấy. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Bây giờ thì mời anh em cùng nghe nhạc. Thank you.
chia với một bước chậm, bạn có thể khởi động máy từ xa. Rồi bạn nào sốt dàn liên hệ với em nhé, số Zalo 0975 575 262. Em xin phép và kết thúc video tại đây ạ.